Nhưng em có nghĩ Được không? rằng những gì mình đang nói này khi người khác nghe vào người ta có thể nghĩ nghe chắc lại là một mô hình đa cấp đúng không? Không chị, thực ra là em đánh giá cao cái sự phát triển bản thân, bởi vì là cái tầm của mình đến đâu ấy thì cái tiền của mình nó sẽ đến đấy, đúng không? Ai cũng hiểu Đấy. được điều đó nha. Nhưng mà không phải ai cũng có thể vượt qua được bản thân và đi đến một cái nấc thang đầu tiên của cái việc là gì? Thách thức bản thân của mình lên. Đúng không em? Thế thì chị muốn em giúp cho các bạn ở đây nhìn ra thứ nhất hai ý. Thứ nhất là nó khác gì so với đa cấp? Bởi vì nghe nãy giờ mọi người sẽ đều nghĩ là nghe giống đa cấp vì đa cấp là phát triển bản thân, phải nâng cao năng lực, xong bắt đầu tự do tài chính. Đúng không? Đấy, khi nói đa cấp là như thế. Thứ nhất, cá nhân chị hiểu về mô hình đa cấp, tuy nhiên tại Việt Nam đa cấp có rất nhiều cái điểm hạn chế. Thế thì liệu cái mô hình của Dropy có mắc những cái điểm hạn chế đấy hay không? Và nếu không mắc thì khác ở điểm gì? Ok chị, thực ra là em nghĩ là phát triển bản thân ấy thì không chỉ là công việc mà đa cấp họ hay nhắc đến, mà bất kỳ công việc nào người ta cũng nhắc đến cái sự phát triển bản thân. Thế nhưng mà Dropy nó khác đa cấp ở chỗ là những cái nhãn hàng khác ấy, thực ra là trước là em chưa kinh doanh cái gì liên quan đến đa cấp cả. Nhưng mà khi vào Dropy thì em gặp rất nhiều người và rất nhiều hệ thống đa cấp khác mà họ họ hoạt động theo cái kiểu là có giấy phép luôn nhá. Thế nhưng Đúng, mình mà đang nói đến những đơn vị có giấy phép đúng nhá, rồi. chứ mình không nói đến các cái mô hình kinh doanh gọi là Đúng rồi, thì họ hoạt động theo phương thức đa cấp và có giấy phép, thì thường là họ sẽ phải nhập hàng về này, họ ôm hàng này, đúng không? Xong rồi họ lại còn vất vả đi ship hàng hoặc là đi gửi hàng, đau đầu với các cái đơn hàng này, hoặc là họ sẽ phải kiểu như là ví dụ gửi bưu điện, đúng không? Vài ngày lại phải ra đấy lấy tiền, đúng không? Đối soát công nợ này nọ các thứ. Rồi là cái hoa hồng của bên đa cấp chính chính thống ấy thì hoa hồng bán lẻ thường của họ sẽ rất là thấp, đúng không? Hoa hồng hệ thống của họ rất là cao. Còn Dropy thì lại đề cao ngược lại. Hoa hồng của những người bán lẻ, những cái người mà tiêu dùng hay gì đó, tức là tất cả liên quan đến bán lẻ thì nó sẽ rất là ok, nó tương đương với đại lý cấp 1 luôn. Thì là nó khác nhau ở cái mặt là hoa hồng, đấy, cách phân phối sản phẩm, cách thức hoạt động nữa. Thế còn công việc nào thì em nghĩ là phát triển bản thân cũng tốt mà. Đồng Đúng ý, không? đấy 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 là cái mà chị nghĩ mình làm bật được lên thì mọi người sẽ hiểu ra. Và lý do chị chọn cái mô hình kinh doanh thương mại điện tử này bởi vì chị hiểu những người em của chị, những người mà đã chọn dành cái thời gian ở nhà chăm sóc gia đình một thời gian dài thì cái năng lực tài chính của cá nhân họ, đây mình không nói đến là lấy tiền của chồng hay của gia đình, mà năng lực tài chính của cá nhân họ gần như là số 0, bởi vì họ đã lựa chọn cái việc là nghỉ những việc đang làm để ở nhà, thì có nghĩa là họ không có vốn. Thì khi họ không có vốn mà ngay cả tham gia đa cấp họ cũng vẫn cần phải có vốn. Đúng rồi. Còn tham gia với Dropy thì điểm ưu việt đầu tiên là không yêu cầu vốn, mà chỉ yêu cầu là phải nâng cấp bản thân lên để có thể trở thành một người tư vấn chuyên nghiệp đại diện cho một sản phẩm nào họ chọn trong hệ thống của Dropy, đúng không em? Chị hiểu như thế có Vâng, đúng không? đúng vậy. Thì em thấy là nếu như mà những bà mẹ mà ở nhà thì thường là họ họ sẽ có một cái môi trường, một cái không gian rất là hẹp, họ không có thể phát triển bản thân được. Chính xác. Và cái không nói gì đến là tài chính, nhưng mà như thế thì cuộc sống nó cũng rất là buồn tẻ. Chính xác. Thay vì đó thì mình bước chân vào một cái công việc kinh doanh nào đó, có thể là nó thu nhập thì nó không có thể là vọt lên ngay lập tức được, nhưng mà nó cũng sẽ làm cho cái con người mình, cái tư duy, cái tố chất trong mình nó được gọi như phát huy. Em thích cái kiểu đấy bởi vì đơn giản thôi. Em rất là thích những cái thử thách phát triển bản thân hoặc là bước ra khỏi vùng an toàn của mình ấy. Khi mà mình bước ra thì mình mới thấy là ồ, nó thật là Chị em là mình giống nhau, nên nó đến bước ra khỏi vùng an toàn là mình có thể hiểu và mình nhận được một cái sự hưng phấn đấy. đúng Thế vậy. còn đối với những người phụ nữ mà họ đang tự ti, họ dè dặt, họ sợ hãi trong cái ý nghĩ bước ra khỏi vùng an toàn, thì liệu họ có cơ hội thành công ở trong Shopee hay không? Em biết sao rồi nha, em với chị là tính cách nhóm D là giống nhau. Chính Thế xác. còn đâu là em đã gặp rất nhiều người nhóm S, nhóm C, tức là họ họ đứng trước một cái vấn đề nào đó hay đứng trước một cái việc gì đó, họ phải suy nghĩ rất là lâu, họ phải đắn đo rất là nhiều. Nhưng mà những cái con người như vậy cũng có thể thành công ở Dropy được, chỉ có điều là cái thời gian của họ, cái thời gian mà nở hoa của họ ấy, nó sẽ chậm hơn nhóm D của chúng ta thôi. Nhóm D của chúng ta là biết một cái, quyết một cái là làm luôn, đúng không? Còn họ thì sẽ phải suy nghĩ, họ phải dè chừng, họ phải nhìn. Nhưng mà những cái người như vậy ấy, thì thường khi mà họ thành công thì họ lại thành công, tức là một khi đã chạm đến được cái mức nở hoa rồi thì họ thành công rất là ok luôn. Đấy. Thế còn những thực ra là hồi xưa ấy, em khi mà chưa kinh doanh ấy, thì em không có biết là dậy lúc 5 giờ sáng này, hay là không biết phát triển bản thân này, hay là tức là không có biết mục đích, mục tiêu cuộc đời của mình là gì, chỉ là
cứ dậy xong rồi đi làm, bước chân ra khỏi nhà đi làm và cuối tháng có lương, cuối tháng có lương xong rồi tiêu tiêu. Nó giống như là một cái vòng lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đúng rồi. Và bây giờ thì em nghĩ rằng là cuộc đời của mình ấy nó phải rất là rực rỡ, nó phải rất là nở hoa và nó phải đúng theo cái ý mà mình muốn. Mình muốn phát triển, mình muốn nó gọi như là sao nhỉ? Mình chỉ có một cuộc đời để sống thôi ấy. Thế nên là mình sẽ sống hết mình với đam mê của mình. Thế mỗi sáng là dậy là viết ra mục tiêu ngày hôm nay tôi làm gì, tôi như nào, tương lai của tôi, bố mẹ tôi, con cái tôi. Đấy, em rất là đấy là trong những bí quyết để có một cái ngày tràn đầy năng lượng đấy. Vâng. Và chị đang nghĩ thôi nhá, là ví dụ nhìn em như thế này bây giờ mà nếu như em quay trở lại làm một kế toán viên hoặc là kế toán trưởng, cứ cho là rất thành công đi, nhưng chắc là sẽ không có chuyện chị mời em đến nói chuyện với chị, đúng không? Vâng. Và chị nghĩ rằng đây cũng chỉ là một lần mời trong rất nhiều những lần mời khác đã xảy ra hoặc là sắp tới sẽ diễn ra, đúng không? Và em có cảm thấy tự tin rằng những người phụ nữ khác mà họ đi theo con đường giống như em đã đi thì họ có thể đạt được những gì em đang đạt không? Tự tin không? Thực ra là dropping nó rất dễ chị, chỉ cần là mình vào xong rồi mình nghiêm túc mình đi học thôi. Những tức là đơn giản ở Dropy thì em gặp rất nhiều giáo sư, tiến sĩ, giảng viên này nọ các thứ, họ ở tầng lớp rất là cao, khác biệt hoàn toàn so với em ở quê. Thế nhưng mà họ phát triển thì rất là nhanh, nhưng mà mình không thể so sánh với những người đấy được. Bản thân mình ra sao đúng không? Mình như thế nào? So thì với mình... những bạn học của em hồi đại học đi. Nếu những lần em học lớp ấy, em đã tham gia đây gần 2 năm thì những lần học lớp gần nhất em tự thấy mình khác gì so với các bạn? Thực ra là hồi xưa là học thì em cũng chỉ dạng trung bình ở lớp thôi không phải thuộc dạng học giỏi. Nhưng mà nếu mà so sánh về mức thu nhập chẳng hạn thì bây giờ thu nhập của em có thể gấp đôi, gấp ba so với những bạn học giỏi nhất. Làm kỹ sư, làm này nọ các thứ có thể gấp đôi, gấp ba các bạn ấy luôn. Bên cạnh tài chính, bên cạnh thu nhập thì cái khả năng tự tin của mình trước họ cũng hay hơn. Thái, đúng năng lượng em tỏa ra em tự cảm thấy khác không? Đúng, khác chứ chị. Khác hơn mà kiểu như là nó cũng không mang cái tâm thái thế là ngày xưa là tôi học rớt hơn anh nữa, mà bây giờ là tôi cũng ra gì và này nọ lắm, tôi cũng có những cái điểm chị mạnh nghĩ của tôi đấy là chứ, điều đúng mà rất nhiều người mong muốn. Và đấy cũng là lý do mà chị cảm thấy cái sự lựa chọn của chị để giới thiệu đến các em của chị ở thời điểm này nó khá là chín muồi đấy.